quốc tế choáng ngợp trước sức mạnh của ba trung đoàn Su-30 Việt Nam có đủ sức bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Correct Việt Nam. Các bạn thân mến, bảo vệ chủ quyền biển đảo luôn là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Việt Nam chúng ta. Bởi lẽ đó, chính phủ và quân đội dốc toàn lực để trang bị hàng loạt vũ khí chiến đấu hiện đại, có sức công phá lớn để đồng hành cùng các chiến sĩ trong nhiệm vụ giữ yên biển đảo. Quay trở lại thời điểm giữa những năm 90, Việt Nam đã đối mặt với loạt thách thức to đùng khi các máy bay chiến đấu chủ lực trong lực lượng không quân của Việt Nam lúc này đều khá lỗi thời và lạc hậu. Chiếc máy bay xương sống Su-22 cũng không thể đáp ứng được nhu cầu tác chiến phức tạp. Đến khoảng đầu những năm 95, Việt Nam có đặt mua Su-27, tuy nhiên dòng máy bay này chỉ được thiết kế chiếm ưu thế trên không nhưng lại không đáp ứng được các ưu tiên đối hải và đối đất. Đây quả là một bài toán to đùng đối với Việt Nam chúng ta vào lúc bấy giờ. Và đến những năm đầu tiên của thế kỷ 21, Su-30 đã lộ diện, đó là một phiên bản nâng cấp toàn diện của Su-27, kế thừa tất cả tính ưu việt của Su-27, đồng thời có thể đối đất, đối hải một cách vượt trội, điều mà phiên bản Su-27 vẫn chưa làm được. Vậy với dòng máy bay chiến đấu khủng thế này, liệu chúng ta có đủ sức bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa hay không? Su-30 của Việt Nam là phiên bản Su-30 MK2, xuất khẩu dành riêng cho Việt Nam với những cải tiến phụ và hệ thống điện tử cho phù hợp với nhu cầu tác chiến trên biển nhiệt đới. Su-30 MK2 là máy bay tiêm kích tầm xa hai động cơ, hai chỗ ngồi, có thể hoạt động trên biển trong mọi điều kiện thời tiết. Về thiết kế, Su-30 MK2 của Việt Nam vẫn giữ lại hầu hết những đặc điểm thiết kế khí động học của Su-30, tuy nhiên có một vài sự thay đổi về trọng lượng vũ khí và vật liệu để chiếm ưu thế khi không chiến và tấn công nhanh mọi mục tiêu trên đất liền và trên biển. Độ linh hoạt của Su-30 MK2 không hề thua kém trong không chiến tầm gần. Động cơ AN-31FP có điều khiển vector định hướng hai chiều, giúp cho Su-30 MK2 có vận tốc rất cao, khả năng cơ động cực kỳ linh hoạt. Ngoài ra, Su-30 MK2 còn được trang bị nhiều loại tên lửa, như gồm rất nhiều loại tên lửa từ không đối không, đối hải và đối đất, tên lửa tầm ngắn dẫn đường bằng hồng ngoại, tên lửa tầm trung dẫn đường bằng radar bán chủ động và hồng ngoại, tên lửa dẫn đường bằng radar chuyển động để tấn công nhiều mục tiêu trên chiến trường và cơ sở hạ tầng lớn. Ngoài ra, Su-30 MK2 được trang bị các loại bom dẫn đường bằng laser. Để rõ hơn về độ uy lực và hoành tráng, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng một số thước phim ghi lại cảnh tổng duyệt cho màn trình diễn tại lễ khai mạc triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Đó là khi những chiếc tiêm kích Su-30 MK2 thả bẫy mồi nhiệt, tạo nên khung cảnh ấn tượng trên bầu trời Hà Nội. Biên đội 4 chiếc Su-30 MK2 bay vào vùng trời sân bay Gia Lâm, trình diễn bắn đạn nhiều bẫy tên lửa lần thứ hai, được mệnh danh là Hổ Mang Chúa, phỏng theo động tác bay đặc biệt Cobra của họ máy bay chiến đấu Su-27. Kết thúc màn bắn đạn nhiễu là sự xuất hiện của hai chiếc Su-30 MK2, các máy bay chiến đấu Su-30 MK2 của Trung đoàn Không quân 927, Sư đoàn 371, xuất phát từ sân bay kép Lạng Giang, Bắc Giang. Cư dân mạng quốc tế cũng đổ dồn sự chú ý vào những thông tin về những chiếc Su-30 của Việt Nam, nhất là khi chúng ta đã có những màn phô diễn đẹp mắt tại triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Tôi cứ tưởng Việt Nam nghèo lắm chứ, nhưng sao họ toàn mua vũ khí hay máy bay chiến đấu đắt tiền vậy? Hay quốc gia nào tài trợ cho Việt Nam nhỉ? Để tôi nói cho bạn nghe, vì để bảo vệ chủ quyền thì bao nhiêu tiền mà họ lại không dám chi. Việc Việt Nam đầu tư vào một loạt vũ khí chiến đấu như thế cho thấy họ đang tuyên bố với những kẻ có âm mưu rằng đừng dại dột mà động vào Việt Nam. Tàu bay trên 3.000 km, bao trùm toàn bộ Biển Đông, Su-30 của Việt Nam sở hữu những tính năng vượt trội và hoàn toàn có thể đáp ứng được nhiệm vụ bảo vệ Trường Sa. Tuy nhiên, số lượng biên chế chỉ khoảng 35 chiếc lại chia làm 3 trung đoàn Bắc, Trung, Nam, tương đương với khoảng 12 chiếc cho mỗi trung đoàn. Với con số khá hạn chế như thế này, sẽ là một thách thức lớn nếu có quá nhiều kẻ địch dòm ngó vào Việt Nam. Tuy chưa có thông tin về những hợp đồng được ký kết trong thời gian tới, nhưng mình tin rằng trong thời gian gần thôi, Không quân Việt Nam sẽ đưa vào biên chế những dòng máy bay chiến đấu cơ thế hệ mới nhằm củng cố lực lượng chiến đấu để bảo vệ vùng trời và biển đảo của Tổ quốc. Chỉ cần nhìn vào dàn Su-30 và một loạt đồ chơi cực khủng mà Việt Nam chúng ta ra mắt bạn bè quốc tế tại triển lãm quốc phòng quốc tế thì có thể thấy đất nước chúng ta mạnh tay như thế nào trước những nguy cơ đe dọa đến hòa bình dân tộc. Trên đây là nội dung của video ngày hôm nay. Bạn có suy nghĩ hay có điều gì muốn chia sẻ về video này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta trao đổi cùng nhau nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.